Tin tức từ Thừa Thiên Huế. Sáng ngày 24/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tỉnh này chính thức kích hoạt tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ bà con ở các tỉnh, thành phía Nam áp dụng chỉ thị 16 đang gặp khó khăn, mất việc như sau, nhằm chia sẻ và hỗ trợ công dân Thừa Thiên Huế ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam áp dụng chỉ thị 16 đang gặp khó khăn, mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch một cách có hệ thống và lâu dài. Tỉnh này tổ chức chương trình nối hỗ trợ với phương thức thiết lập mối quan hệ giữa chính quyền cấp phường, xã với công dân gặp hoàn cảnh khó khăn ở vùng có dịch thông qua gia đình hoặc người thân tại quê nhà. Để đăng ký chương trình này, công dân cài đặt ứng dụng Huser tại địa chỉ https://hotro.hucity.vn. Để đăng ký hỗ trợ, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, quy trình thực hiện chương trình này gồm 3 bước. Đầu tiên, công dân đăng ký trực tuyến qua Huser, có thể nhờ người khác hỗ trợ đăng ký giúp. Tiếp đó, hệ thống sẽ chuyển thông tin đăng ký về đến phường, xã của tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi có gia đình, thân nhân người cần hỗ trợ, để chính quyền địa phương kiểm tra, xem xét hỗ trợ. Sau đó, chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ thông qua gia đình, người thân của người cần hỗ trợ hoặc chuyển khoản tiền mặt trực tiếp cho người cần hỗ trợ thông qua tài khoản đã đăng ký. Hỗ trợ đợt một bằng tiền mặt dự kiến 1 triệu đồng một hộ. Tùy tình hình thực tiễn diễn biến dịch, tỉnh sẽ xem xét để thông báo các đợt hỗ trợ khác. Các hình thức hỗ trợ khác sẽ được triển khai tùy vào tình hình thực tế tại các địa phương. Ngày 23 tháng 8 liên quan đến việc hỗ trợ cho bà con Thừa Thiên Huế đang ở tại các tỉnh có dịch, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, trước mắt sẽ hỗ trợ 1 triệu đồng một hộ để vượt qua khó và xây dựng kế hoạch để tiếp tục đón các công dân ở các vùng dịch trở về, đặc biệt ưu tiên trẻ em, người già, phụ nữ mang thai. Cảm ơn quý vị đã xem bản tin.